vũ khí nối thêm sức mạnh cho chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của phòng thiết kế Minier Onter, nhà sản xuất 3M47 Gipka, vũ khí này là giải pháp phòng không tầm thấp hiệu quả nhất, nâng cao sức mạnh phòng thủ trên tàu chiến cỡ nhỏ như Gepard Monia, 1241RE Tarantul. Những loại tàu này của Việt Nam hiện đều được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp. Tuy nhiên, điểm yếu là cơ cấu phóng này không được tích hợp tổ hợp ngắm mục tiêu ở cự ly xa, mà chủ yếu là diệt mục tiêu trong tầm nhìn. Và như vậy, 3M47 Gipka được coi là giải pháp thích hợp nhất. 3M47 Gipka được trang bị tổ hợp ngắm quang điện cho phép phát hiện mục tiêu ở cự ly xa, đặc biệt nó có thể nhận thông tin mục tiêu từ radar của tàu, qua đó phát hiện sớm để đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở cự ly xa. Đây có lẽ là phương án nâng cấp sức mạnh phòng không hiệu quả cho tàu chiến cỡ nhỏ của Việt Nam. Hệ thống 3M47 Gipka là một mô đun chiến đấu điều khiển từ xa, hoạt động trên môi trường tự động hoàn toàn. Hệ thống cung cấp sự bảo vệ cho các tàu chiến có lượng giãn nước từ 200 tấn trở lên trước mối đe dọa của tên lửa chống hạm, máy bay cánh cố định bay thấp hay trực thăng. Điểm độc đáo của hệ thống 3M47 Gipka là sử dụng thông tin từ radar trên tàu để tìm kiếm và theo dõi mục tiêu. Hệ thống tương thích với các radar trên tàu như Positive, Fook hoặc FreeWeb. Đặc biệt trong đó, radar Positive đang được sử dụng trên các tàu tên lửa Gepard 3.9, Project 12418 trên 1241RE của Hải quân Việt Nam. Cảm biến quang điện trên hệ thống có thể phát hiện mục tiêu kích cỡ máy bay trong phạm vi từ 12 đến 15 km. 3M47 Gipka hoạt động trong môi trường tự động hoàn toàn trong việc bám bắt và tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống sử dụng đạn tên lửa 9M39 lắp đầu từ dẫn hồng ngoại thụ động, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5,2 km với tầm cao 3,5 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu rất cao bất chấp trong điều kiện không gây nhiễu chủ động và bị gây nhiễu. 3M47 có thể dùng đạn tên lửa 9M342 lắp đầu từ dẫn hồng ngoại thụ động với tầm bắn tối đa 6 km, tầm cao tối đa 4 km. Đạn tên lửa 9M342 được trang bị đầu đạn lớn hơn, kết hợp với ngòi nổ vô tuyến cận đích mới cho phép tiêu diệt từ khoảng cách 1,5 m đến mục tiêu. Thời gian phản ứng với mục tiêu chỉ 8 giây, thời gian tái nạp đạn bằng tay mất khoảng 3 phút, hệ thống có thể bắn phát một hoặc phóng loạt tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Hiện 3M47 Gipka được sản xuất với hai biến thể với 4 đạn tên lửa và biến thể sử dụng 8 đạn tên lửa. Tuy nhiên, số lượng mục tiêu có thể tham chiến cùng lúc chỉ một mục tiêu, toàn bộ hệ thống có khối lượng chiến đấu chỉ 650 kg. Lửa địa ngục, tên lửa diệt khủng bố nổi tiếng của quân đội Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2001 đến nay, tên lửa Hellfire, tức là lửa địa ngục, là một trong số những loại vũ khí được sử dụng hiệu quả nhất trên chiến trường trong suốt 20 năm qua. Ban đầu, tên lửa này được thiết kế để đối phó với hàng ngàn xe tăng của khối Warsaw. Theo hình dung của những công trình sư, nó chỉ đảm nhiệm vai trò chống tăng, chứ không phải là một tự thần của quân khủng bố như hiện nay. Trong nhiệm vụ mới từ năm 2001, Hellfire đã thành công vượt quá mong đợi và tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi vào tim những kẻ khủng bố đang lẩn trốn từ trong hang động Afghanistan cho đến vùng sa mạc Yemen. Lockheed Martin bắt đầu thiết kế hệ thống tên lửa Hellfire vào năm 1971 để đáp ứng yêu cầu của lục quân Mỹ cho một loại vũ khí bắn và quên xuyên giáp dành cho trực thăng. Họ cần có tên lửa có khối lượng khoảng 100 cân Anh với đầu đạn hình trụ nặng 18 cân. Nhà máy của Lockheed Martin đã sản xuất phiên bản đầu tiên mô hình A vào năm 1982 để giao cho các đội bay AH-64A APEC. Sự kết hợp giữa APEC và Hellfire thực sự rất tốt. Được dẫn đường bằng laser, Hellfire có thể bay quãng đường 8 km với tốc độ 445 m/s và cắm đầu xuống mục tiêu. Đây là cách tấn công hiệu quả nhất vì các loại xe tăng, thiết giáp thường có phần nóc bọc giáp mỏng manh. Tên lửa vác vai Javelin của Mỹ cũng có cách tấn công tương tự. Khi mô hình A của Hellfire được biên chế cho các phi đội APEC đầu tiên vào năm 1985, nhà sản xuất cũng đã tiến hành một vài cải tiến để ra đời mô hình B cho hải quân, nhấn mạnh tính an toàn và thiết bị ngắm tối ưu cho việc triển khai trên tàu. Ngoài ra, mô hình B còn được cải tiến bộ phận dò tìm và tự hành, đi kèm giảm khói cho đầu đạn. Lục quân Mỹ đã thông qua phiên bản này như mô hình C, không có tính năng an toàn và thiết bị ngắm cải tiến. Qua thời gian sử dụng, Hellfire còn được nâng cấp lên nhiều mô hình mới hơn. Mô hình D và E dự định bao gồm các bộ phận tự động kỹ thuật số
để trang bị cho lục quân cũng như hải quân Hoa Kỳ, nhưng đáng tiếc là hai loại này không được phát triển. Mô hình F thay đổi thiết kế đầu đạn, có thể xuyên thủng giáp phản ứng nổ của xe tăng. Nó cũng được cải tiến bộ phận dẫn đường và có tầm bắn ngắn hơn một chút so với các mô hình trước, chính thức đưa vào phục vụ từ năm 1991. Mô hình G, biến thể dành cho hải quân của mô hình F, chưa bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Năm 1989, nhà sản xuất bắt đầu chỉnh sửa những thiếu sót của Hellfire để tên lửa trở nên hoàn thiện hơn. Sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991, biến thể nâng cấp Hellfire Optimized Missile System, tức là Hellfire the Second, đã được hoàn thành. Phiên bản này có đầu đạn lớn hơn và điều chỉnh được cho các mục tiêu cụ thể. Những cải tiến khác bao gồm bộ phận dò tìm tốt hơn cũng như phần mềm lập trình lại được. Hellfire 2 bao gồm các mô hình. Mô hình J dành cho cả lục quân và hải quân, chưa bao giờ được đưa vào sản xuất. Mô hình K bắt đầu giao hàng từ năm 1994, nó đã trở thành phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất. Một biến thể khác dùng để chống tàu đã xuất khẩu sang một số nước. Mô hình L cải tiến từ mô hình K, hệ thống dẫn đường tên lửa phù hợp với phiên bản cải tiến AH-64D Long Bao, chính thức vào biên chế năm 1998. Mô hình M có đầu đạn nổ văng mảnh, trang bị cho trực thăng MH-60R Seahawk của Hải quân, tiêu diệt các mục tiêu mềm và cứng vừa, được đưa vào sử dụng từ năm 2000. Siêu pháo hạt nhân mạnh nhất thế giới của Mỹ. Siêu pháo M-65 của Mỹ bắn ra những đầu đạn hạt nhân V-9 có sức công phá 19 kiloton, tương đương quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Đây là khẩu pháo có sức mạnh đáng sợ nhất mà con người từng chế tạo. Sau khi chiến tranh lạnh bắt đầu, cả hai cường quốc Liên Xô và Mỹ bắt tay vào nghiên cứu những vũ khí khủng khiếp. Đầu những năm 1950, có 20 khẩu M-65 được sản xuất. Đến tháng 5 năm 1953, hai khẩu pháo được đưa tới khu thử nghiệm Bridgman Flat tại Nevada để phô diễn uy lực. Ông Towanda Spivey, giám đốc bảo tàng Fort Sill, chuyên lưu giữ các loại pháo chiến trường của quân đội Mỹ cho biết, M-65 là loại pháo lớn nhất của quân đội Mỹ, có thể bắn cả các đầu đạn thông thường và hạt nhân. Có cái tên ban đầu là Apple Andy, Andy mạnh mẽ, trước khi đổi thành Atomic Andy, tức là Andy nguyên tử. Đây là một cổ pháo cỡ nòng là 280mm, có tầm bắn hơn 32km. Những khẩu pháo này có trọng lượng khủng khiếp, lên tới 47 tấn. Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo hạt nhân M-65, trọng lượng 83.300kg, dài 25,6m, rộng 4,9m, cao 3,7m, cỡ nòng 280mm, tầm bắn tối đa 28.800m, trọng lượng đạn 364kg, tốc độ bắn 15 phát trên giờ. Tuy mang một trọng lượng và kích thước quá khổ, nhưng kiếp chiến đấu chỉ cần từ 5 đến 7 người. Những viên đạn pháo có đường kính lên tới 280mm. Trong số 2 khẩu pháo được đem đi thử nghiệm, chỉ có một khẩu được khai hỏa trong cuộc thử nghiệm hạt nhân có tên là Crossbow. Khẩu còn lại được dùng để dự phòng. Khẩu pháo được di chuyển bởi các xà lan chuyên dụng. Trong cuộc thử nghiệm, một quả đạn pháo hạt nhân có sức công phá 15 kiloton, tương đương quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, đã được bắn đi ở cự ly 11,2 km, tạo thành một cột khói hình cây nấm và thổi bay mọi nhà cửa, xe cộ, vật dụng trên khu thử nghiệm. Tuy là một vũ khí có sức mạnh khủng khiếp, nhưng cuối cùng chúng đành nhận sổ hưu khi chỉ mới hoạt động 10 năm để nhường chỗ cho các loại đạn hạt nhân cỡ nhỏ hơn và đặc biệt là sự phát triển nhiều vũ bão của vũ khí tên lửa. Tiêm kích Su-27 UBK số hiệu 8526 của Không quân Việt Nam vừa tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật sau khi hoàn thành nâng cấp. Thông tin này được nói đến trong phóng sự vừa được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trung đoàn tiêm kích 925 sư đoàn 372 vừa đưa các tiêm kích Su-27 tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức. Được biết, tiêm kích Su-27 UBK 8526 là một trong những chiến đấu cơ Su-27 đầu tiên trong tổng số 5 chiếc đợt đầu được nhà máy A-32 từ đại tu tăng niên hạn sử dụng, theo báo Quân đội Nhân dân hồi cuối năm 2016. Dù không tiết lộ những chiếc Su-27 Việt Nam được nâng cấp lên chuẩn nào, nhưng theo căn cứ vào màu sơn của chiếc Su-27 UBK 8526 giống với Su-30, tạp chí Jakarta Greater nhận định rằng rất có thể Việt Nam đang tiến hành nâng cấp tiêm kích Su-27 lên phiên bản Su-27 SM-3 với những trang bị hoàn toàn mới và có sức mạnh tương đương Su-30. Báo Indonesia dẫn nguồn nhà sản xuất Sukhoi của Nga cho biết, việc Su-27 được nâng cấp lên chuẩn Su-27 SM-3 sẽ khiến những máy bay thế hệ 4 này sở hữu những khả năng tương đương mới máy bay Su-35S dù bề ngoài không có nhiều thay đổi.
Cụ thể, khi xét về năng lực không chiến ngoài tầm nhìn, Su-27SM3 được trang bị radar mạng pha quét thụ động N001 VEPRO. Đây là loại nâng cấp dựa trên N001 VEP lắp đặt trên các máy bay Su-30MK2. Radar N001 VEPRO có thể điều khiển tên lửa tấn công, đồng thời 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất. Tầm phát hiện máy bay cỡ lớn được tăng lên 190 km so với 150 km của N001 VEP. Còn xét ở năng lực không chiến, quần vòng, cự ly gần, dogfight, động cơ của Su-27SM3 là loại AL-37FM1, có lực đẩy là 135 kN so với 123 kN của AL-31F, cùng hệ thống điều khiển bay tiên tiến, giúp nó đạt tốc độ cao hơn Su-30SM và tầm hoạt động tăng lên tới 4.000 km. Và để có thể khai thác được những kỹ năng vận hành và kỹ năng bay, tác chiến trên các hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại của máy bay mới, các phi công Su-27SM3 phải được huấn luyện thành thục trên hệ thống mô phỏng bay cho riêng máy bay này. Hệ thống mô phỏng bay của máy bay Su-27SM3 được trang bị rất hiện đại, sát với thực tế sử dụng trên máy bay thật, trong đó có các hệ thống màn hình hiển thị cho không gian phía trước máy bay và màn hình hiển thị những thông số, tình trạng hoạt động, vũ khí trên máy bay. Nếu thực sự Su-27 Việt Nam được nâng cấp lên chuẩn Su-27SM3, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh không quân Việt Nam được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ truyền thông nước ngoài, trong khi đó chưa có nguồn tin chính thức nào của Việt Nam xác nhận về gói nâng cấp lên chuẩn SM3 này. Pháp bán Mirage quá rẻ, có nên mua để thay Su-22? Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, trang RNS đã đưa tin không quân Mỹ sẽ mua lại 63 máy bay tiêm kích Dassault Mirage F1 đã ngừng hoạt động của không quân Pháp với tổng giá trị ước tính khoảng 21 triệu euro. Theo các điều khoản của bản hợp đồng này, phía Pháp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc khôi phục khả năng bay, bảo dưỡng kỹ thuật và nâng cấp hệ thống điện tử hàng không cho Mirage F1. Mức giá trên quả thật là rẻ đến bất ngờ, trong khi Mirage F1 là chiếc chiến đấu cơ sở hữu nhiều đặc tính bay rất ấn tượng như vận tốc tối đa Mach 2,3, trần bay 20.000m, tầm hoạt động 2.150 km, mang được 6.300 kg vũ khí và có độ cơ động khá cao. Hiện tại, ngoài Mirage F1, không quân Pháp vẫn còn lưu trữ một lượng khá lớn dòng tiêm kích hiện đại hơn là Mirage 2000 tại căn cứ La Casse-Mirage. Đây là nơi có vai trò tương tự như nghĩa địa máy bay Javis Montan của không lực Hoa Kỳ. Vậy sau khi xem xét những yếu tố trên, Việt Nam có nên đề nghị mua lại một vài phi đội Mirage 2000 trong tình trạng dự trữ để thay thế Su-22 và hoàn tất hợp đồng dở dang hồi những năm 90 của thế kỷ trước? Đầu tiên phải xác định rằng số Mirage F1 trên được Mỹ mua lại để sử dụng trong vai trò con mồi nhằm huấn luyện không chiến quần vòng cự ly ngắn cho phi công tiêm kích thuộc chương trình Top Gun. Do vậy, chiếc Mirage F1 chỉ cần bay được chứ không phải lắp đặt lại radar hay thiết bị ngắm bắn tối tân. Bên cạnh đó, số Mirage F1 trên dự kiến sẽ chỉ có khoảng một phi đội được tung cánh trên bầu trời. Số còn lại đơn thuần là nguồn cung cấp phụ tùng, thời hạn phục vụ còn lại của chúng cũng rất ngắn. Chính vì vậy mới có mức giá rẻ đến giật mình như trên. Còn nếu muốn mua lại Mirage 2000 và triển khai như một chiến đấu cơ thực thụ, sẽ phải bỏ ra ít nhất 45 triệu đô la cho mỗi máy bay, tham chiếu mức giá Pháp nâng cấp sửa chữa lớn Mirage 2000 cho không quân Ấn Độ. Chi phí này là quá lớn, cao hơn nhiều phương án mua lại F-16 cũ 31 triệu đô la với biến thể Block 52 hay mua hẳn Su-30 mới. Vì thế cho nên khả năng Việt Nam họ mua Mirage 2000 đang được Pháp niêm cất nhằm thay thế Su-22 là không khả thi. Xe chiến đấu số 1 Việt Nam được tăng sức mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với cải tiến tầng lọc thô nhiên liệu trên xe BMP-1, Việt Nam đã tự tăng sức mạnh hỏa lực cho BMP-1 bằng việc nâng cấp đạn xuyên giáp. Được Liên Xô phát triển, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 hiện vẫn phục vụ trong quân đội nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hỏa lực của BMP-1 khá mạnh với pháo nòng trơn 73mm 2A28 với cơ số đạn 40 viên xuyên giáp PR-15B. Theo những thông tin được công khai, đạn chống tăng 73mm PR-15B có tầm bắn lớn nhất là 1.300m, sơ tốc đầu đạn là 400m trên giây, được điểm hỏa bằng điện, dùng để tiêu diệt các loại xe tăng, xe thiết giáp, các lô cốt và nhiều loại mục. Đạn ổn định đường bay bằng cánh với tốc độ lớn nhất là 665m trên giây, liều phóng có kết cấu riêng biệt, chỉ khi bắn mới được lắp với đầu đạn. Đầu đạn chế tạo bằng thép, bên trong nhồi thuốc nổ A91
động cơ và cánh đuôi bằng nhôm. Hệ thống cánh đuôi dùng để ổn định cho đạn trên đường bay. Động cơ hành trình bằng thuốc phóng. Ngòi nổ của đạn là ngòi nổ dạng áp điện đầu đáy, kiểu chạm nổ tức thì. Giống ngòi BP-7 lắp cho đạn chống tăng B-41 và có nguyên lý hoạt động tương tự đạn chống tăng B-41, chỉ khác là liều phóng ban đầu của đạn 73mm là giống đạn pháo. Tuy nhiên hiện nay, do được sản xuất đã lâu, điều kiện khí hậu môi trường ở nước ta khắc nghiệt, nên phần lớn đạn chống tăng 73mm xuống cấp 3, cấp 4, nhiều lô đạn đã xuống cấp ở mức cận kề cấp 5. Đây là loại đạn có tính năng chiến đấu tốt, số lượng còn lớn, nên Tổng cục Kỹ thuật đã khảo sát và quyết định nghiên cứu sửa chữa, tăng hạn, tiếp tục duy trì trang bị để tránh lãng phí. Dẫu vậy, đây là loại đạn có cấu tạo, nguyên lý hoạt động phức tạp. Khi chúng ta nhận viện trợ, đạn không có quy trình bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện nâng cấp sửa chữa. Được Tổng cục Kỹ thuật giao nhiệm vụ, xưởng 265 Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo nghiên cứu, hoàn toàn làm chủ quy trình công nghệ sửa chữa vừa đối với đạn chống tăng 73mm, giúp tăng niên hạn sử dụng đối với một số lực lượng lớn đạn chống tăng cho xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Cùng với việc bảo quản và nâng cấp thành công đạn chống tăng cho xe BMP-1, hiện còn có nhiều gói nâng cấp toàn diện của nước ngoài được cho là phù hợp với xe chiến đấu này của Việt Nam, trong đó có gói nâng cấp lên chuẩn BMP-M2 Excalibur của Israel. Ngoài việc nâng cấp về sức mạnh hỏa lực, Việt Nam còn tự cải tiến từng lọc thô nhiên liệu nhằm tăng khả năng hoạt động bản thân cho xe chiến đấu BMP-1. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.